Chiều ngày 13 tháng 9, Khánh Linh, vợ chưa cưới trung vệ Bùi Tiến Dũng gây sốc khi chuyển Facebook về trạng thái độc thân và đặt miêu tả là sinh lầm mâm, mẹ đơn thân. Cô nàng đồng thời bỏ theo dõi Tiến Dũng trên Instagram cá nhân, xóa sạch ảnh chụp chung cùng chàng trên Instagram, kể cả ảnh ở lễ ăn hỏi của cặp đôi cách đây hơn một năm. Điều này làm dấy lên nghi vấn gia đình nhỏ của Tiến Dũng đã xuất hiện mâu thuẫn. Hiện tại, Tiến Dũng vẫn flow Khánh Linh, người bạn gái mà anh và gia đình đã làm lễ ăn hỏi, giữ ảnh chụp chung cũng như ảnh gia đình cùng con gái. Từ tối qua ngày 12 tháng 9, Khánh Linh đã thể hiện tâm trạng bất ổn khi đăng liền hai story ẩn ý về việc người đàn ông để người phụ nữ của mình cảm thấy cô đơn, không hạnh phúc và muốn rời đi đừng để người phụ nữ bên cạnh mình rơi vào cô đơn đến một ngày cô ấy quen dần với điều đó thì có lẽ là bạn không còn là điều gì quá quan trọng trong cuộc đời cô ấy nữa không có bạn cô ấy vẫn sống sống tốt đừng để người phụ nữ của mình sáng ngóng chiều trông mỗi một lời hỏi han động viên cũng không có đừng để người phụ nữ ấy phải quanh quẩn trong mỡ hỗn độn của chính bản thân trong khi bạn là người có thể dắt cô ấy ra khỏi những điều tệ hại đó đàn ông đừng để mọi thứ đi vào quá khứ rồi mới bắt đầu hối hận tiếc thương không có đóa hoa nào không tàn không có người phụ nữ nào dành cả thanh xuân để chờ đợi hy sinh mãi vì một người không thương họ đừng để mãi sau này mọi thứ chỉ còn gói gọn trong một từ muộn cô nàng còn cực gắt cuộc sống không phải bao giờ cũng thấy màu hồng toàn màu như ba nhơ hiện tại phan đang hoang mang vì những động thái lạ của khánh linh bùi tiến dũng lên tiếng về động thái của sinh là mâm khánh linh chỉ là giận dỗi chút thôi Mới đây, mạng xã hội đã xôn xao khi Khánh Linh, vợ Bùi Tiến Dũng bất ngờ đổi thông tin cá nhân thành sinh lầm mâm, tạm dịch là bà mẹ độc thân trên Facebook. Cô nàng đồng thời bỏ theo dõi Tiến Dũng trên Instagram cá nhân, xóa ảnh chụp chung cùng chàng trên Instagram, kể cả ảnh ở lễ ăn hỏi của cặp đôi cách đây hơn một năm. Điều này khiến giấy lên nghi ngờ về dặn nứt trong mối quan hệ với Bùi Tiến Dũng. Khi được hỏi về sự việc này, bản thân trung vệ Bùi Tiến Dũng đã khẳng định, không có chuyện gì đâu, chỉ là Linh giận dỗi chút thôi. Dù sao, đây cũng là tín hiệu tích cực và các fan có thể tin rằng cặp đôi sẽ sớm làm lành trong thời gian tới. Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh đã làm đám hỏi vào giữa năm 2019 và có với nhau một bé gái. Cặp đôi dự định sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay, khi các giải đấu kết thúc và có nhiều thời gian rảnh.